dấu hiệu nhận biết chim đủ lực lửa để đi thi. À, những con chim mà cái dấu hiệu thì nó cũng không có gì là khó cả. Nhưng mà thế này này, khi mà để dấu hiệu nhận biết ấy, thì anh em nó phải có một cái chuyên môn, cái thứ hai nữa là anh em phải nhận biết nhanh qua những cái thao tác, cái trạng thái của con chim. Có rất nhiều anh em là phải chơi con chim nào là sục sạo rồi là ché chác ở nhà, đó là cái biểu hiện rất là rõ ràng và ai người ta cũng có thể nhận biết được. Thế nhưng mà cũng có nhiều chú chim á, tức là nó thuộc cái dạng gọi là cao nhân bất độ tướng ấy, thì thông thường là rất khó nhận biết. Mà những chú chim đó thì thông thường là người ta không đấu ở nhà, đúng không ạ? Không đấu ở nhà. Thứ hai đó là để mà nhận biết thì nó rất là khó đối với chú chim đó. Cho nên là nó có rất nhiều cách để mà nhận biết qua những chú chim mà đủ lực, đủ lửa, đặc biệt là những chú chim thi mà thuộc dạng là chú chim không đấu ở nhà. Đó là gì? Thứ nhất là chú chim đó thông thường có nhiều anh em mà nhìn phân, nhưng mà nhìn phân thì nó cũng không có chính xác. Chính xác nhất là anh em phải nhìn có bộ lông nó ôm sát người. Thứ hai là cánh bao giờ nó cũng sẽ xuống. Thứ ba là cái dàn lông trên mặt này. Đặc biệt là dàn lông trên mặt nó sẽ xếp vào. Và cổ họng, cái họng của nó bao giờ nó cũng sẽ phồng xuống. Họng nó vàng mà nó vào bằng chanh ấy, các bác nhá. Cái vào bằng chanh, nếu mà trong công nghiệp thì nó vào bằng chanh ấy, còn vàng nghệ thì cũng chưa chắc và nó cũng chưa căng. Đó là cái dấu hiệu nhận biết rõ nhất của chú chim khi mà đặt lực đặt lửa. Thế thì những chú chim này nó lực và lửa nó khác chỗ nào? Cái lực đó là cái cơ địa của con chim, bộ cốt của con chim, đó là nó thể hiện qua cái hình dáng. Còn cái lửa thì nó lại không nằm ở bộ lực đấy. Có rất nhiều những chú chim mà lửa thì căng nhưng tố chất không có, bản lĩnh không có, lực không có thì không thể thi đường dài được. Đó là nguyên tắc. Chứ còn bất cứ một chú chim nào anh em nuôi tốt thì cũng đạt lửa được. Cho nên là anh em đừng có so sánh giữa một con chim mình với một chim người khác, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em nuôi chim là thấy chim người ta ăn cờ ăn giải này cũng bắt con chim mình, nó phải như thế, không phải đâu. Có phải trình độ của con chim khác nhau, mặc dù nó đạt lửa, mặc dù nuôi căng rất tốt, nhưng mà trình độ không có, bản lĩnh không có thì mình cũng không thể đi ăn giải được các bác nhá. Chim em bị tật ở cổ chân như là bị gãy nhưng vẫn nhảy cầu được, liệu còn lên dàn được nữa không bác? Không, những con chim rất nhiều chim yếu chân nhưng mà đó bình thường mà, gọi là yếu bẩm sinh đấy. Nó rất nhiều chú chim mà ăn cờ ăn giải mà. Sao anh nói hay thế, vì em có chiến binh như vậy. Ok bác Phan Thế nhá, cảm ơn bác Phạm Ngọc Hùng. Tại vì những vấn đề này thì mình trải qua nó rất là nhiều lần rồi cho nên mình biết rồi bác ạ. Tuyển tóc Linh Nhi, chim ở nhà ít hot, không biết có đạt lửa hay không mà thi lần đầu được top 30. Đáng đấy, chính xác đấy. Tao làm có nhiều chim nó không có bị ở nhà, kẹp chim không chơi. Đấy. Tất nhiên là trời lạnh thì chim nó sẽ giảm lửa chứ bác, đúng không tôi? Đó là điều tất nhiên. Thời tiết lạnh thì chim nó sẽ xù lại và nó tụt lửa lại. Thế quan trọng anh em phải linh động chỗ này nè. Con chim là khi mà thời tiết lạnh và linh động là gì? Thứ nhất là anh em tùy dòng cám. Mà nếu mà anh em nào đang dùng cám nào mà nặng giống như mình ấy thì anh em nên giảm bớt trái cây và tăng mùi tươi. Và đặc biệt là anh em nên nhỏ dầu chứ bố lòng. Thứ nhất là chim ổn định, thứ hai là nó giữ được lửa. Thứ ba là khi anh em mà ăn trái cây ít đi và ăn bột nhiều thì chim nó cũng đạt lửa tốt và giữ được lửa tốt, nó không bị tụt nhiều bác nhá. Minh Râu, em có con đang bị hiện tượng quẹt mỏ, quẹt cầu nhiều. Khi đang đấu thì thuốc ho của anh có gì không? Dạ thế này này, cái vấn đề mà quẹt cầu á, thì rất nhiều anh em nhầm lẫn giữa một chú chim yếu lửa và một chú chim bị sổ mũi. Tức là nó liên quan tới hô hấp ấy. Nếu như chim mà bị liên quan tới hô hấp, tức là nó quẹt cầu mà nó rải mỏ liên tục ấy, thì đấy là nó bị sổ mũi và nó liên quan tới hô hấp thì anh em có thể dùng thuốc ho được. Đấy. Còn chú chim mà ví dụ như khưa không đạt lửa, không đạt thể trạng tốt thì thông thường nó sẽ quẹt cầu. Thì cái này thì anh em phải nuôi tốt lên thì nó sẽ hết các bác nhé. Cảm ơn bác Nguyễn Bác Đức nhiều ạ. Lưu Phong Hải, chim cắn chân phải chạy chân nhiều hết không anh? Nhiều lần không anh? Không, những con chim cắn chân á, thì nó có nhiều tình trạng cắn chân. Chú chim mà cắn chân mà nó đứng lại, nó lấy mỏ, nó cắn vào móng chân, nó kéo lên ấy, thì anh em vẫn có thể điều trị được. Còn những chú chim mà trong quá trình chiến đấu mà nó bu nan bu chụp, sau đó nó điên nó quay ra cắn chân cắn nan ấy, thì không thể chắc chữa được. Và đây nó thuộc về bản chất của con chim, tính nết của con chim chiến đấu thì không có thể chữa được các bác nhá. Nếu mà trong yếu lửa mà nó yếu lửa thì nó lại không cắn, đó là nguyên tắc. Còn những chim mà nó đấu căng lửa, nó bu chụp, nó dí với họ thì nó quay cắn chân thì trước sau thì nó cũng bị lạ, và điều này không thể khắc phục được.
các bác nhé. Tính tin chim mùa trước có giải đi trước đi thi và có giải, mùa này ra dàn kẻ chim không chơi xuống một cục mà chơi ở nhà là chơi là sao. Và những chim này thì không phải là nó bị, nhưng mà bạn bác nuôi trong tình trạng bị lửa ảo, bị bọt lửa bác nhá, nó bị lửa ảo mà nó bọt lửa thì cái này thì bác phải linh động lại và xả lửa cho nó, tức là các bác nên dợt dàn nhưng mà nên dợt ở những nơi có chim yếu để vực lửa nó lại. Thứ hai nó tập cho chú chim đó có một cái thây tạ tốt đó, chứ còn chú chim mà đó mà bác cứ đi nó đã bị lửa ảo mà bị bọt lửa như vậy á thì nó sẽ bỏ dàn. Cho nên là bác mà cứ giữ trạng thái mà bác cứ kẹp chim mạnh hay là đi dàn thường xuyên nhiều thì nó sẽ không được tốt bác nhá, nó bị lửa ảo bác ạ, nó đấu không bền. Mà kể cả ở nhà nó có chơi thì nó chơi một xíu nó xìu lại thôi, nó không có chơi lâu được. Vitamin có kích không anh? Mà em thấy chim lên lắm ở nhà. Không, cái vitamin này nó không phải là dạng kích chim, bác Bùi thể lực nhá. Đấy, thứ nhất là thế này này, khi nào con chim nó đạt lửa, đấy, khi con chim đạt lửa là con chim có thể trạng tốt, ăn uống được. Đấy, thứ hai là nó cân bằng được cái nội tiết tố của con chim, thì lúc đó con chim nó sẽ tự động lên lửa. Thì giống như đây là một cái vitamin mà cái dạng gọi là để hỗ trợ cho con chim chứ không phải là dạng kích thích. Đấy, cho nên là nó là một cái dạng thực phẩm chức năng mà nó tốt cho con chim. Đấy, anh em cứ nghĩ là một chú chim ăn cào cào và một con chim không ăn cào cào thì coi như là đâu tốt hơn, đúng không ạ? Và thì cái vitamin nó cũng như vậy, bất cứ một cái gì tốt mà anh em dùng đúng liều lượng thì nó sẽ tốt, nhưng mà anh em có nhiều, anh em lạm dụng thì nó sẽ thành không tốt. Đó là về nguyên tắc anh em nhé. Chuẩn như bác Bùi Thế Lực. Chữa ho cho chim xong khoảng bao lâu thì ăn hoa quả? Nếu mà anh em dùng thuốc ho của em ấy thì tầm khoảng chừng nếu mà con chim hết ho thì nếu mà nó chưa, thông thường một liệu trình nó 3 chai mà anh em nào mà dùng khoảng từng 2 chai mà hết ho rồi ấy thì anh em có thể tắm nhẹ lại cho ít mồi tươi hoặc trái cây lại, nhưng mà đừng cắt thuốc, vẫn để cho nó uống hết đủ 3 chai bác Hoàng nhé. Chim nên nan rồi ngước có cách nào chị bác không? Nó thể đấy bác Nguyễn Hiếu, là khi mà chú chim mà bị cái tật lỗi nguyện ngoái ấy, gọi là ngước ấy, thì hầu như là không có chú chim nào mà chữa trị được bác Hiếu Nguyễn nhé, không có chú nào chữa được. Nó tùy vào trạng thái để nó ngoái. Có chú chim mà bị ngoái thì nó có trường hợp thế này này, nếu nó đấu mà thua nước họ nó cũng ngoái, hoặc chú chim bên cạnh mà đang đấu với nó mà bỏ đi nó tức lên nó cũng ngoái, rồi nó khi mà nó ra biên không có chim chơi với nó cũng ngoái. Đó là ba trường hợp mà chú chim dễ ngoái nhất. Cho nên là chú chim mà bị ngoái thì không có cái phương pháp nào điều trị được, chẳng qua là các bác có để thế lồng thế cầu á thì nó đỡ hơn, và nó đi thi á thì nó cần sự may mắn rất nhiều. Đấy, mà may mắn rất nhiều thì nó còn giải tốt bác Nguyễn Hiếu nhá. Chứ còn một số anh em bảo là có cách trị ngoái rồi, cái này đừng có nói có cách trị ngoái được, những con chim mà ngoái đừng có cách nào trị được. Cho nên là anh em phải hiểu rõ những con chim mà bị ngoái này rồi phá hoại thân thể thì hầu như là không có cách nào trị được. Chẳng qua là anh em chăm và điều đỡ được nó được và biết cách hỗ trợ nó, cũng như là thấy lòng thấy cầu ấy, thì nó sẽ ok hơn. Kéo rồi.